19, thì đậu mùa khỉ cũng đang là nỗi lo của các nước trên thế giới. Trong khi số ca mắc đậu mùa khỉ ở Mỹ không ngừng tăng nhanh, thì mới đây giới chức y tế nước này cho biết các phân tích di truyền cho thấy có hai chủng bệnh đậu mùa khỉ lưu hành. CDC đề nghị xét nghiệm người nghi nhiễm để tránh lây lan rộng. Hãng tin Al Jazeera ngày 4 tháng 6 dẫn lời giới chức y tế cộng đồng của Mỹ cho biết, các phân tích di truyền đã cho thấy có hai chủng bệnh đậu mùa khỉ lưu hành củng cố giả thuyết về các khả năng ca nhiễm trước đó có thể đã bị phớt lờ. Bà Jennifer McKinston, Thành viên thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC nói cần phải tiến hành thêm nhiều nghiên cứu để xác định virus đã lưu hành trong nước bao lâu. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng sự lây truyền ở mức độ cộng đồng có thể đang diễn ra ở các vùng của Mỹ, nơi virus vẫn chưa được xác định. CDC cho biết 700 ca nhiễm đậu mùa khỉ đã được xác nhận trên toàn thế giới, trong đó Mỹ đã xác nhận được ít nhất 21 trường hợp ở 11 tiểu bang. Các triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ có thể bao gồm sưng hạch bạch huyết, sau đó là phát ban trên da. CDC cho biết có khả năng sẽ có nhiều trường hợp mắc đậu mùa khỉ hơn. Hãng tin Reuters ngày 4 tháng 6 đưa tin các quan chức CDC đã đề nghị các bác sĩ xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ nếu họ nghi ngờ có ca nhiễm bệnh. Theo CDC, có thể có sự lây lan ở cấp cộng đồng, song nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng nói chung vẫn ở mức thấp. Cho đến nay, Mỹ đã thực hiện 120 xét nghiệm chẩn đoán các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ. Các quan chức cho biết chính phủ có khả năng thực hiện 1.000 xét nghiệm mỗi ngày. Các quan chức Mỹ cho biết chính phủ có rất nhiều vaccine trong khoa dự trữ quốc gia và đang cung cấp vaccine cho những người có nguy cơ cao có tiếp xúc với người bệnh để ngăn ngừa sự lây truyền của virus. Trong một lời khuyên cho khách du lịch, CDC đã khuyến nghị đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc với người bệnh cũng như động vật nhỏ, bao gồm các loài gặm nhấm. Theo CDC, nguy cơ đối với cộng đồng hiện đang thấp, nhưng kêu gọi những người bị phát ban da không rõ nguyên nhân nên tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức mỹ và châu âu cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ nhưng tiến sĩ angela rasmussen nhà virus học tại đại học sarkat ở canada đã cảnh báo rằng bệnh có thể gây tử vong nếu bắt đầu lây lan sang những người dễ bị tổn thương đậu mùa khỉ thường không dễ lây lan giữa người với người là bệnh đặc hữu ở các vùng của châu phi nơi bệnh đã được truyền qua vết cắn của động vật nhỏ Tháng trước, châu Âu và Mỹ đã bắt đầu phát hiện các trường hợp nhiễm virus. Các quan chức y tế ở nhiều nước cũng đang theo dõi việc lây truyền của bệnh đậu mùa khỉ. Ngoài lãnh thổ nước Mỹ, dịch bệnh đậu mùa khỉ đang xâm lấn và gieo rắc mối lo lắng cho nhiều quốc gia khác trên thế giới. Chỉ sau chưa đầy một tuần, toàn cầu đã ghi nhận số ca mắc đậu mùa khỉ tăng gấp 3 lần. Ngày càng có nhiều quốc gia báo cáo về các ca nghi ngờ nhiễm virus nguy hiểm này. Tính đến ngày 5 tháng 6, theo trang theo dõi bệnh đậu mùa khỉ toàn cầu Global Health, Ít nhất 30 quốc gia đã báo cáo về 933 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Nhiều nước cũng báo cáo về 68 ca nghi ngờ đang chờ xác minh. Vương quốc Anh là đất nước phát hiện nhiều ca bệnh nhất với 277 trường hợp. Bên cạnh đó, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cũng lần lượt ghi nhận 189 và 143 ca bệnh. Ngoài ra, theo các truyền thông địa phương, tại châu Á, Campuchia và Thái Lan cũng phát hiện trường hợp mắc nghi mắc, tuy nhiên những ca bệnh này chưa được báo cáo tại đây. Trong khi đó, theo India Express, cơ quan y tế của thành phố ghaziabad bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, ngày 4 tháng 6 phát hiện một ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ là em bé 5 tuổi. Đây là ca nghi mắc căn bệnh này đầu tiên là trẻ em. Theo các quan chức y tế, em bé này được đưa đến một phòng khám tai mũi họng để kiểm tra thính giác vào ngày 23 tháng 5. Bác sĩ khám cho em bé phát hiện trẻ bị phát ban ngứa trên da. Đội phản ứng nhanh ngay lập tức lấy mẫu xét nghiệm máu nhằm xác nhận liệu có phải em bé đã nhiễm virus đậu mùa khỉ đang lây lan hay không. Theo kết quả kiểm tra sơ bộ, em bé này không bị sốt hay đau đầu, không có có tiền sử du lịch nước ngoài hay tiếp xúc ca nghi nhiễm, người đã đi du lịch trong vòng một tháng qua. Gia đình của trẻ đã cho cách ly em cho đến khi có kết quả chính xác. Giới chức Y tế cũng theo dõi chặt các triệu chứng để đưa ra phương án xử lý tiếp theo. Như vậy, chỉ sau chưa đầy một tuần, số ca mắc đậu mùa khỉ đã tăng gấp 3 lần trên toàn cầu. Dù Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm loại virus nguy hiểm này, nhưng quý vị cũng không nên chủ quan mà lơ là phòng bệnh. Hãy nhớ cập nhật thường xuyên các tin tức về dịch bệnh, giữ vệ sinh cá nhân và làm theo các hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như những người xung quanh mình.